đâu nghĩ được. Bình thường. Cái đâu nắng được. Đây là nhắc lại là tổ được những người vặn được nha. Tổ á? Họ nhém họ. Khoan nước. Anh cứ đập được những người nước. Cắt đi rồi. Đây. Thằng ở đành hãy kịp á. Thằng ở bất tỉnh táo. Trước mặt chúng ta là màn khởi động cho trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển FC Lành Lục gặp FC Đặng Sơn. Cái bộ này nó chính phải nó lạp phải bình nặng phải nắm nắm nó băng lớn không nào. Đứa điều khiển chưa qua rồi lắm. Tôi đồng tai thôi, con nhà em. Con nhà em vẫn đi chuyển được cái tôi đồng tai thôi. Điền hết thịp đền đến nhánh nó điền đã lát thịp đền luôn. Trên hải mở được mặt đấy mà lắm. Đéo kinh dấm mà chú hên. Trên hải mở được mặt đấy. Trên hải đéo kinh dấm mà nhìn mặt trời. Kinh dấm xin chứ kinh dấm đều hết cùng cái loại bình thường ấy chứ. Kinh dấm đều cho giảm nặng chứ không đồng rồi. Hân giảm chứ. Hân giảm cả hạ xuống. Con kinh dấm xin là hân giảm cái tẩy trọi dẫn chữ hơn cái tẩy mơ hơn mà người ta không biết. Bên được cống thì mắt chuyên, bên mắt chuyên thì được cống. Răng lớn chứ đâu, cho cái răng thử chỉ là đánh con thái ứng cho thái nhiêu. Đéo bà đúng không? Cho thái nó cũng được chứ. Kính thưa quý vị khán giả, trước mắt chúng ta sẽ là trận tranh hạng 3 giải bóng chuyền Lành Lục mở rộng lần thứ 3 năm 2020 giữa hai đội tuyển FC Lành Lục trong trang phục áo xanh gặp FC Đặng Sơn trong trang phục áo đỏ. Và ở trận đấu đầu tiên thì FC Đặng Sơn của Lương ở gần màn hình, FC Lành Lục ở phía xa màn hình. Thủ tục thì hình như đã xong. Mời hai đội chúng ta xếp về hai phía phải và trái của trọng tài. Anh đọc cái biển số xe cho họ là di chuyển xe trước quán cắt tóc. Thủ tục đã xong. Khán giả cho hai đội một tràng pháo tay. Trước mắt chúng ta sẽ là trận tranh hạng 3 cùng đối đầu giữa FC Lành Lục gặp FC Đặng Sơn. Ở trận đấu này chúng ta vẫn thi đấu 3 hiệp thắng 2. Tỷ số các set là 2 set 25 và 1 set 15. Sau trận tranh hạng 3 sẽ là trận chung kết được chờ đợi nhất. Cuộc đối đầu giữa FC Bài Sơn và FC Yên Sơn. Ở trận đấu đầu tiên thì FC Lành Lục phát bóng. Tỷ số không đều, trận đấu bắt đầu. Theo quy định của trọng tài thì đổi điểm cho Đặng Sơn 1-0. Một pha đánh bóng có điểm của Nguyễn Dũng hay khóa là Nguyễn Dũng hay. Nguyễn Dũng
chúng ta lui ra để cho các vận động viên tiền khi phát bóng điểm số 1-0. Tố Đức đánh bóng tốt, đồng điểm lại cho Lành Lục 1-1. Bước 1 tốt của Lương. Câu trả lời điểm 2-1, một pha chụp bóng rất ngọt ở vị trí số 4 của vận động viên của Lương. Đức Hoàng phát bóng. Tố Đức đánh bóng tốt, đổi điểm cho Lành Lục 2-2. Mặt đấy là Đức Hoàng. Khánh Hưng phát bóng hồng, đổi một điểm lại cho FC Đặng Sơn 3-2. Vẫn còn Hà Nội nỗ lực cứu bóng của Tố Đức. Lành Lục bỏ bóng tốt, điểm 3-3. Chúng ta đang xem những diễn biến đầu tiên của trận đấu Thanh Hạng 3 giữa đội tuyển FC Đặng Sơn gặp FC Lành Lục. Tỷ số là 3-3. Phát bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho Lành Lục 4-3. Đăng Thớn cũng lại mạnh, nếu mà không thấy mừng lại mạnh nhất trong huyền tôi được. Phòng thủ rất hay. Lần này thì đã có điểm cho Đặng Sơn, điểm số được đổi 4-4. Đánh bóng chưa qua lưới, đầu điểm lại cho Lành Lục 5-4. Đánh bóng tốt, đổi điểm lại cho Đặng Sơn 6-5. Xin lỗi, 5-5. 5-5. Phản công tốt, đổi điểm lại cho Lành Lục 6-5. Phát bóng không qua lưới, đổi điểm lại cho Đặng Sơn 6-6. Công thành công, và như vậy là điểm cho Đặng Sơn 7-6. Ngoan mà dư vốn hồi yêu em được cái chạy được lên. Cầu thủ gì như đừng dừng lại nữa.
đây. Đẹp quá nhiều từ. Chiều chiều đi mới nặng này. Cái thằng im lẻ luôn. Đánh bóng tốt, tiếp tục điểm cho Đặng Sơn 8-6. Ở trận đấu này thì FC Lanh Lục chịu sự tác động trực tiếp của tia nắng mặt trời, điều đó ảnh hưởng đến khả năng quan sát để điều tiết trận đấu. Điểm đổi cho Lanh Lục 7-8, một pha cứu bóng không thành công. Theo quyết định của Đồng Nai thì tiếp tục điểm cho Đặng Sơn 9-7. Một pha bóng không hiểu ý và như vậy là đổi một điểm lại cho FC Lanh Lục 8-9. Một pha đánh bóng chặt dây ghi điểm, lại đổi một điểm lại cho Đặng Sơn 10-8. Dứt điểm thành công, lại đổi điểm cho FC Lanh Lục 9-10. Cổ Lương đánh bóng tốt, đổi một điểm lại cho Đặng Sơn 11-9. Phát bóng may mắn rồi, lại điểm cho Đặng Sơn 12-9. Có điểm cho FC Lanh Lục 10-12. Cổ Lương đánh bóng tốt, điểm 13-10. Điểm số đã là 14-10. FC Lanh Lục cần cố gắng lên. Nặng hơn có để người dài không mà chắn thành công 15-10. Và như vậy là FC Lanh Lục xin hồi ý lần đầu tiên ở trận đấu thứ nhất trận tranh hạng 3. Đánh bóng tốt, điểm 16-10. Anh đánh luôn đấy, họ mình thả kia.
Ngồi dầm. Chiếc xe bố anh ơi. Gì? Ngồi từng anh đủ. Khu anh tốt. Đánh bóng tốt. Ra ngoài. Tiếp tục điểm cho Đặng Sơn 17-10. FC Lạnh Lùng cần cố gắng lên. Đổi một điểm lại cho FC Lạnh Lùng 11-17. Để Lục Thanh đại nhiều rồi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Tiếp tục điểm cho Lạnh Lục 12-17. Không thành công. 13-17. Rất nhẹ nhàng. Đổi một điểm lại cho C Đặng Sơn 18-13. Căng nửa căng thả. Xuống em chắc ngô trọng ấy. Hả? Năm. Chắn bóng thành công. 19-13. Rất tốt, một pha moi vạch ba. Điểm 20-13. Ủa đại nhi bàn nồi lực lượng súng. Ủa dàn đến anh bàn hành. Nếu mà Huyền Đông Lương tình không thuế mươn là đang sớm mạnh nhất hơn rồi. Bỏ bóng tốt, đồng điểm lại cho Lạnh Lục 14-20. Rất khó chịu. Điểm số đã là 21-14 rồi. Khoảng cách là 7 điểm. Thế như bảo kia không? Anh đang đây. Anh đã ghi sức lo rồi. Anh mình đi mấy được. Đây, anh đừng bên thằng Thạnh đâu. Điên. Vừa quá bấy mà nó đã thì... Nhà mới chơi sậu thì ra lâu rồi. Rồi Thạnh ra đi. Điểm số đã là 21-14. Chọn rồi. Chơi. Bên quên nó bị quân tư. Quân tư đó. Quân tư đó. Bỏ bóng tốt. Tiếp tục điểm cho Đặng Sơn 22-14. Đến lần này thì phạt bóng không thành công. Đổi một điểm lại cho FC Lạnh Lùng 15-22. Wow.
rất đáng tiếc, một pha bóng đánh bóng rất đẹp nhưng bóng đi ra ngoài. Đổi một điểm lại cho FC Lanh Lục 16-22. Một pha vào bóng rất hay ở vị trí số 2 của Nguyễn Dũng. Tiếp tục đổi điểm cho Đặng Sơn 23-16. Mở bóng thành công của Tố Đức. Điểm đổi 17-23. Và như vậy là điểm số 24 cho FC Đặng Sơn sau một pha chuyền bóng của Nguyễn Dũng. Bỏ bóng tốt 18-24. Bóng ngoài, và như vậy là kết thúc trận đấu đầu tiên của trận tranh hạng 3. Chiến thắng tạm thời nghiêng về FC Đặng Sơn. Xin chúc mừng FC Đặng Sơn và xin chia buồn với FC Lanh Lục. Chúng ta cần cố gắng hơn ở set 2. Cô ạ.